80% ca COVID-19 ở Hà Nội mắc biến chủng Omicron. Bạn đang xem kênh YouTube chính thức của báo Vietnamnet. Chiều 10 tháng 3, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Chử Xuân Dũng, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 ở Hà Nội đã chủ trì giao ban trực tuyến với các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn. Báo cáo tại phiên họp, Phó Giám đốc Y tế Vũ Cao Cương cho biết, tuần qua ghi nhận trung bình 27.283 ca một ngày, tăng so với kỳ báo cáo trước, ngày cao nhất ghi nhận 32.650 ca. Tính đến ngày 9 tháng 3, Hà Nội đã ghi nhận các trường hợp nhiễm biến thể Omicron trong cộng đồng, chiếm tỷ lệ 80%, 93 trên 109 mẫu. Mẫu bệnh phẩm của các ca dương tính được giải trình tự gen ngẫu nhiên từ ngày 4 tháng 12, 2021 đến 1 tháng 3, 2022. Trong đó, chiếm ưu thế là biến thể phụ BA.2, 86 trên 93 mẫu. Như vậy, bước đầu có những bằng chứng kết luận, chủng Omicron là chủng lưu hành chính tại Hà Nội. Trong thời gian tiếp theo, số ca mắc sẽ tiếp tục tăng do khả năng lây nhiễm cao của biến chủng này. Giám đốc Sở Y tế Trần Thị Nhị Hà nhận định, biến thể phụ BA.2 chủng Omicron chiếm ưu thế trong các ca F0 tại Hà Nội với tốc độ lây lan nhanh. Tuy nhiên, bệnh nhân ở tầng 2, tầng 3 có chiều hướng giảm nên những ngày qua, tỷ lệ F0 nhập viện chỉ chiếm 1-1.5%. Thành phố Hà Nội đã chủ động kiểm soát được dịch bệnh ở ngưỡng an toàn, song ngành y tế vẫn tiếp tục giải trình tự gen để có các giải pháp ứng phó phù hợp với tình hình chung, không rơi vào tình trạng khủng hoảng khi mắc COVID-19. Phó Chủ tịch Hà Nội Chử Xuân Dũng đề nghị các địa phương đặt nhiệm vụ phòng chống dịch lên hàng đầu, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong bất kỳ tình huống nào. Phó Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh, tình hình dịch vẫn diễn biến hết sức phức tạp, vì thế phải thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, thành phố và thông điệp 5K một cách triệt để. Trong đó, các địa phương đề cao ý thức của người dân trong công tác phòng chống dịch, cũng như điều trị khi mắc COVID-19. Điều này đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, thực chất, hiệu quả của các địa phương, trong đó có các cơ quan báo chí của thành phố, để người dân nắm đầy đủ thông tin về dịch bệnh, không rơi vào tình trạng khủng hoảng khi mắc COVID-19. Đặc biệt, cần tuyên truyền để người dân không hoang mang, dẫn đến việc lạm dụng xét nghiệm nhanh COVID-19 không cần thiết, từ đó gây lãng phí và khan hiếm vật tư y tế, ông Dũng nhấn mạnh.